Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ ô tô chở rác rơi xuống cầu ở Thừa Thiên Huế, tìm thấy toàn bộ hai nạn nhân xấu số. Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, toàn bộ nạn nhân trong vụ xe rác đâm nát thành cầu rồi lao xuống sông ở Thừa Thiên Huế được lực lượng chức năng tìm thấy, ghi nhận từ VTC News. Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 23 tháng 11, lực lượng cứu hộ cứu nạn vụ hai nạn nhân mất tích do rơi cùng xe chở rác từ trên cầu treo Bình Thành xuống sông Hữu Trạch tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đã tìm thấy được một thi thể trên sông. Ông Trần Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, HEPCO, xác nhận rằng nỗ lực tìm kiếm suốt ngày đêm của đơn vị đã tìm thấy thi thể cách cầu Hữu Trạch thuộc thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thành phố Huế, khoảng 200m về phía thượng lưu, cách vị trí xảy ra tai nạn hơn 6,5 km. Đến 10 giờ 30 ngày 23 tháng 11, nạn nhân thứ hai trong vụ xe gom rác lao từ cầu xuống sông ở Thừa Thiên Huế được lực lượng chức năng tìm thấy. Vị trí tìm thấy nạn nhân thứ hai nằm ở khúc sông đoạn giữa cầu Hữu Trạch và cầu treo Bình Điền, nơi xảy ra vụ tai nạn, cùng bắc qua sông Hữu Trạch, một chi lưu của sông Hương. Hiện lực lượng chức năng đã trục vớt cả hai thi thể lên bờ và thực hiện công tác khám nghiệm trước khi triển khai các bước tiếp theo. Trước đó, 16 giờ 40 ngày 21 tháng 11, sau hơn 2 giờ tập trung nhân lực, phương tiện cứu hộ, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã trục vớt thành công xe xuồng chở rác mang biển kiểm soát 75C-04483 bị rơi khỏi cầu treo Bình Thành. Tại hiện trường, hai máy xúc được huy động để mở đường vào sát bờ sông Hữu Trạch, một máy cầu loại 50 tấn thực hiện trục vớt xe chở rác. Xe chở rác sau khi bị rơi từ độ cao khoảng 20m từ trên cầu xuống sông Hữu Trạch bị hư hỏng nặng ở phần đầu. Theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe chở rác đang qua cầu treo Bình Thành bất ngờ va chạm thành cầu treo, rơi xuống sông có trọng lượng bản thân 7.150 kg, tải trọng thiết kế 6.490 kg. Chiếc xe gặp nạn nhãn hiệu Dongfeng là ô tô tải chuyên dùng, đặc điểm là ô tô kiểu Amron chở bùn. Xe được sản xuất năm 2015, sau năm 1990, nơi sản xuất là Trung Quốc. Xe này đăng ký ngày 31 tháng 3 năm 2015, chủ phương tiện là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế, địa chỉ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số người cho phép chở kể cả người lái là 3 người. Xe có lần kiểm định gần nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 2024, hạn kiểm định tới ngày 14 tháng 1 năm 2025. Phương tiện gặp nạn là ô tô tải chuyên dùng, sản xuất năm 2015, xuất xứ Trung Quốc. Xe có lần kiểm định gần nhất vào ngày 15 tháng 7, hạn kiểm định tới 14 tháng 1 năm 2025. Khoảng 7 giờ 15 sáng 21 tháng 11, anh Tôn Thất Tê, sinh năm 1997, trú phường Thủy Vân, thành phố Huế, lái xe chở rác biển kiểm soát 75C-04483. Chở theo ông Nguyễn Đăng Thờ, sinh năm 1966, trú tại phường Phường Đúc, thành phố Huế, chạy theo tỉnh lộ 12D từ hướng quốc lộ 49, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành. Khi đến khu vực cầu treo Bình Thành, chiếc xe bất ngờ va vào lan can cầu, rơi xuống sông, hai người trên xe mất tích. Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương, thanh tra giao thông và công an tỉnh Thừa Thiên Huế huy động nhiều người đến hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng 3 chiếc cano mở rộng tuần tra mặt nước từ sông Hương đến Thủy điện Bình Điền để tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Ngoài ra, các lực lượng tại chỗ cũng được huy động tối đa để tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Trước đó, nhà máy Thủy điện Bình Điền, thị xã Hương Trà thực hiện vận hành điều tiết nước qua tràn và tua bin với lưu lượng xả 330 m khối trên giây để cắt giảm lũ cho vùng hạ du vào mùa mưa lũ. Do đó, mực nước trong hệ thống sông Hương, dòng Tả Trạch và Hữu Trạch dâng cao, chảy xiết khiến công tác trục vớt xe chở rác gặp nạn và hai người mất tích gặp nhiều khó khăn. Sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng, nhà máy Thủy điện Bình Điền phải tạm thời giảm lưu lượng vận hành nước xả qua tràn, làm hạ mực nước sông nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Vợ mang bầu, ngóng tin chờ chồng trong vụ xe rác lao xuống sông Hương. Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử VTC News, từ sáng đến chiều ngày 21 tháng 11, tại khu vực bờ sông ngay dưới chân cầu treo Bình Thành, rất đông người dân đã có mặt để theo dõi lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ. Không khí tại hiện trường vô cùng căng thẳng và tràn ngập sự lo âu. Trong số những người đứng chờ, không ít là người thân của hai nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn xe rác rơi xuống sông. Ông Sơn, 62 tuổi, người bác ruột của anh Tôn Thất Tê, thất thần đứng bên bàn thờ tạm được lập ngay bên bờ sông. Ông cho biết, vào khoảng hơn 7 giờ sáng cùng ngày,
Ông nhận được tin cháu mình gặp tai nạn và ngay lập tức chạy lên hiện trường để tìm kiếm tin tức. Tuy nhiên đến thời điểm đó, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về tình hình của cháu mình. Ông Sơn chia sẻ trong sự đau buồn. Tê lập gia đình đã được khoảng 5 năm và vợ cháu đang mang thai chuẩn bị sinh con đầu lòng. Gia đình rất khó khăn nhưng Tê luôn là người chăm chỉ làm việc, hiếu thảo với cha mẹ. Bây giờ điều đau lòng này xảy ra, gia đình vẫn hy vọng một phép màu, mong cháu bình an để trở về với vợ con, với gia đình. Lúc đó vợ anh Tê cũng có mặt tại hiện trường, ngồi thất thần bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết mà không dám tin vào sự thật. Hình ảnh người vợ mang thai đang ngóng đợi tin chồng mất tích dưới dòng nước đục ngầu khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa, thương cảm. Tình cảnh bi thương của người vợ trẻ đang chờ đợi chồng trở về trong khi nỗi lo lắng, sợ hãi đã bao trùm cả khu vực. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế cho biết, hai nạn nhân trong vụ tai nạn đều là công nhân của xí nghiệp môi trường Bắc Sông Hương. Anh Tôn Thất Tê đã gắn bó với công việc tại công ty này được 7 năm, trong khi ông Nguyễn Đăng Thờ đã làm việc tại đây suốt 18 năm. Công ty đã nhanh chóng huy động các lực lượng cứu hộ và cứu nạn để tìm kiếm hai nạn nhân, đồng thời có phương án hỗ trợ gia đình các nạn nhân sau khi công tác cứu hộ hoàn thành. Lãnh đạo công ty chia sẻ thêm. Chúng tôi rất xót xa trước sự việc này. Hiện nay chúng tôi đang tập trung tối đa vào công tác cứu hộ và cứu nạn, đồng thời sẽ đưa ra phương án hỗ trợ gia đình hai nạn nhân sau khi công tác tìm kiếm hoàn tất. Khi sự việc xảy ra, nhiều người dân và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã nỗ lực hết mình để triển khai công tác tìm kiếm dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Việc trục vớt xe chở rác gặp khó khăn do dòng nước chảy xiết và tình trạng mực nước sông dâng cao gây cản trở rất lớn cho công tác cứu hộ. Sau 2 ngày tìm kiếm, 5 thi thể học sinh đuối nước tại sông Hồng đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 5 học sinh mất tích tại bãi bồi sông Hồng thuộc địa phận xã Hiền Quang, huyện Tam Nông, Phú Thọ, ghi nhận từ báo Vietnamnet. Sáng 20 tháng 11, ông Lê Trung Huyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiền Quang xác nhận 7 giờ 30 phút hôm nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể học sinh mất tích khi ra bãi sông Hồng vào chiều 18 tháng 11. Hiện tại, cơ quan chức năng đang làm thủ tục nhận dạng và bàn giao thi thể các cháu và gia đình để thực hiện an táng theo phong tục địa phương, ông Huyên nói. Như vậy, đến nay, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể học sinh mất tích tại xã Hiền Quang. Trước đó, vào chiều 18 tháng 11, một nhóm gồm 10 em học sinh lớp 8 ở xã Hiền Quang rủ nhau ra bãi sông Hồng chơi ở khu vực thuộc địa phận khu 1 xã Hiền Quang. Sau đó, 6 em xảy ra sự cố đuối nước. Có một em bơi được vào bờ, còn 5 em mất tích. Danh tính 5 học sinh gặp nạn được xác định gồm Lê Anh Dê, Hà Tiến Dê, Trần Mỹ Dê, Bùi Kiều L.A., Hà Thị T.L. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ triển khai các lực lượng, phương tiện và lập sở chỉ huy giã chiến để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.